ăn từ đầu tiên á là một quả bông rất là to. Bông bông rất là to. À, thấy cái mông to à? Nhìn vào một cái vòng bao rất là khủng đúng không? Dạ rất là thích cái mông to. À vậy đó hả? Dạ Cái gu của em là như vậy. Dạ khoái. À. Dạ dự nhiên Đơn giản. tới ngày qua ngày đám cưới luôn ạ. À, có nghĩa là cái đêm động phòng là không có luôn. Dạ buồn. Sao vậy? Tại Sự vì cố hả? đám cưới ngày hôm đó là rất là vui. Ảnh mừng quá không có kiểm soát được cảm xúc của mình nên là uống hơi quá chén. À, uống nhiều quá đúng không? Dạ. Đến tối 8-9 giờ anh mới dậy. Thì sau đó là uống tiếp và ngủ tới trưa luôn ạ. Không Trưa có ngày hôm dậy sau. nổi, không làm ăn gì được hết. Dạ. Đúng không? Còn em thì đêm đêm tiền sặc máu luôn ạ. Đêm tiền sặc máu luôn à? Đêm đêm tiền sặc máu luôn. Ê, ngồi đây. Rồi, xin chào hai em đến với chương trình Vợ Chồng Son. Dạ. Mời hai em giới thiệu về mình. Rồi. Chào chú Thuận, chào chị Hồng Vân. Rồi, em mời ngồi em đi, thôi, em cứ ngồi cứ đi thoải đi. Mái. Rồi. Sao nè, em tên gì? Gì? Dạ. Tên Mai Văn Trung. Quán em ở Bình Định. Mười. Tại giờ tài xế xe. Em là tài xế xe. Dạ. Nhiêu tuổi rồi Trung? 29 tuổi. 29 tuổi. Dạ. Ồ. Dạ xin chào anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân. Em tên là Hồ Thị Kim Quy. Hôm nay em 21 tuổi. Quê Bình Định luôn ạ. À. Kim Huy hả? Dạ. Dạ. Là lấy chồng được mấy năm rồi? Dạ mới lấy chồng được 7 tháng. 7 tháng. Quá à. Dạ. Công việc của Huy là gì? Dạ hiện tại là làm công nhân của dược, công ty dược. Công ty dược. Dạ. Và hai đứa quen nhau sao ta? Dạ. Lần đầu tiên đó là hẹn hò đó như thế nào? Dạ. Đó nữa đây đánh tài xế. Dạ. Này. Tài xế. Tài xế chắc là đi lại đến công ty dược để mà lấy thuốc. Lấy thuốc rồi giờ gặp một cô bé ra giao thuốc thấy dễ thương quá cua luôn. Đúng không? Có là mai. Làm mai. Làm mai. Câu chuyện làm mai sao nè? Chị ở nhà với kêu em lấy vợ ơi, chưa muốn. Thôi cố gắng kia này, thôi chị đi ra ngoài đó. Phía vợ để dẫn vô nhà con gái. Được. Vậy đó hả? Dạ, có nghĩa là được. Em chưa muốn lấy vợ. Dạ. Nhưng mà bà chị bà dắt em đến gặp bé này là em mê liền. Dạ. Đúng không? Thế cũng được. Chứ sao được. Dạ. Quá được luôn á. Lúc đó cô ấy như thế nào ta? Nhìn mình ở trong nhà cứ lên rồi xuống, lên xuống thì bực mình. Lên đi xuống, đi lên đi xuống. Lên xuống làm gì hả Quy? Lên xuống làm gì? Tại cũng muốn coi thử con trai như thế nào. Rồi em thấy sao? Để gia đình là thuộc dạng gia đình truyền thống của Hữu, cho nên là không dám nhìn chính diện, chỉ là đi lên nhìn kén tí mà cũng không nhìn rõ được. Chừng sau rồi anh đi ra ngồi anh thì con nhìn thấy bóng lưng của anh ấy. Anh từ đầu tiên á là một quả bông rất là to. Quả bông rất là to. À thấy cái mông to à? Nhìn dạ. Vào một cái vòng bao rất là khủng đúng không? Dạ rất là thích cái mông to. À vậy đó hả? Dạ, cái gu của em là như vậy. Dạ khoái. À. Dạ. Không có nhìn mặt luôn. Không nhìn mặt chỉ ấn tượng là cái bờ mông với tấm lưng là. Đó, tại vì liếc liếc mà đâu có đứng dám nhìn trực diện. Em có thể đứng lên cho anh coi thôi. Xây một vòng cho anh coi. Xây ra dán cáo lên cao xíu cái nè. Rồi quay ra đây coi, quay ra quay qua đấy, quay lại giờ teo rồi. Rồi teo rồi, thôi ngồi xuống đi. Trời ơi, trăm bảy tháng chăm con ta sao mà để ta teo cái vòng ba vậy. Rồi sau đó như thế nào? Sau đó là về ra ra đêm sâu ra tiếp ra tiếp nữa. Dạ. Ủa là sao là dạ. Em nói chậm thôi. Tức là đi ra tiếp đi về nhà nhưng mà hôm sau trở vô lại trở vô lại tiếp nữa. Rồi sau đó là ngày nào cũng vô không? Dạ, ngày nào cũng qua luôn ạ. Ngày nào cũng qua luôn. Nhưng mà sau đó thì cô ấy còn đi lên xuống không là sáng vô nói chuyện mình luôn. Đi uống phơ, xin ba mẹ đi uống phơ. À cái gì? Là con nghĩa là uống cà phơ. Đi uống cà phơ. Dạ. Cứ qua nhà là rủ uống cà phơ rồi đi uống cà phê. Uống cà phê. Rồi lúc đó em mới nhìn rõ cái gương mặt của ảnh đúng không? Dạ cũng hay sao? Thấy mũi cao với mũi cười với nụ cười rất là ấm áp. Nhưng mà đi tới mấy giờ về? Ba mẹ chỉ cho tới 9 giờ là về được. Vậy hả? Dạ. Vậy là quen nhau bao lâu thì cưới? Dạ khoảng 20 ngày là đính hôn ạ. Gần tháng à? Gần tháng luôn. Dạ, gần tháng. Là đã đính hôn rồi. Dạ. Gần tháng. Con nghĩ là khoái quá rồi đúng không? Khoái quá luôn. Rồi lúc là đi mua nhẫn cầu hôn luôn hay sao? Dạ chưa được cầu hôn ạ. Còn có viết thư tỏ tình hay là nhắn tin tỏ tình gì không? Dạ không luôn ạ. Cả hai đứa là từ lúc về tới ngày cưới là không bao giờ tỏ tình gì hết. Chưa bao giờ nhắn tin nói là. Dạ không ạ. Chồng cũng không có xuyên mà cầm điện thoại nhiều với lại là không thích nhắn tin, thích gặp mặt. Gặp mặt thực tế vậy nên hay không? Gặp trực tiếp hay không? Nhưng mà rồi lúc đi về là có điện thoại. Có hả? Rồi nấu cháo điện thoại không? Có nấu cháo điện thoại không? Cua con bé này là hết nhiêu tiền điện thoại nói chị nghe coi.
Trăm mấy? Trăm mấy thôi hả? Gì bèo vậy? Chắc là sai. Đi ra mà, đi ra mà. À. Giờ cho xem một tấu gì đó là được. Là ngày nào vậy? Có Zalo mình mới Zalo là gặp mặt. À, gọi điện Zalo gặp mặt luôn. Dạ. Em ơi đang làm gì đó, ở đâu vậy? Em ơi ngủ chưa? Có chứ, có điện. Đúng không, đúng không? Mới Zalo mới ngủ luôn. Ôi vậy đó. Mới chừng nào mà ngủ không? Nói chuyện xong ngủ luôn. Là mỗi lần anh gọi là dễ buồn ngủ lắm. Mà không gọi là khó ngủ lắm á. Nhớ đúng không? Nhưng mà gọi điện là để cho ngủ đó, hiểu không? Gọi điện là ngủ à? Có khoảng 3 phút là ngủ. Coi như 20 ngày chịu hết nổi, tôi đăng ký kết hôn cho rồi đi đúng không? 20 ngày là đính hôn. Đính hôn. Rồi khoảng 1 tháng sau là đám cưới ạ. Có giữ gìn cho nhau cho tới ngày đám cưới không? Dạ, giữ gìn từ tới ngày qua ngày đám cưới luôn ạ. À, có nghĩa là cái đêm động phòng là không có luôn. Dạ. Buồn. Sao vậy? Tại vì đám cưới ngày hôm đó là rất là vui. Ảnh mừng quá, không có kiểm soát được cảm xúc của mình nên là uống hơi quá chén. À, uống nhiều quá đúng không? Dạ. Đến tối 8-9 giờ anh mới dậy. Thì sau đó là uống tiếp và ngủ tới trưa luôn ạ. Không có dậy nổi, không làm ăn gì được hết. Dạ. Còn em thì đếm tiền sặc máu luôn ạ. Đếm tiền sặc máu luôn ạ. Đếm tiền sặc máu luôn. Mấy hôm sau mới có đêm tân hôn? Qua hôm sau không? Và đêm sau. Và đêm sau không? Nhưng mà sao chung? Dạ. Thấy đêm tân hôn giá trị không? Dạ. Yeah. Rồi bây giờ là coi như ổng với nhau được 7 tháng rồi. Dạ. Rồi có tật xấu gì không? Khui đi em. Nhờ chồng nói trước. Bé vợ có giữ không? Nóng tính á. Nóng tính phải không? Nóng tính. Nóng tính. Gọi gì nữa nè? Nó bờ bổng. Rồi mỗi lần nóng tính thì biểu hiện như thế nào? Tỏng mắt lên. Tỏng mắt lên. Cái gương nó sợ. Nhìn cái là sợ liền. Sợ. Rồi. Sợ nó lái lại đi cho chút mình về lại. À, ra ngoài chút rồi mình về. Nóng tính rồi. Ừ. Chắc mình đó nóng nữa là nó đổ vỡ. Ờ đổ vỡ nhưng mà có đập đồ không? Có bao giờ nóng mà đập đồ chưa? Chưa phải không? Dạ. Vậy là bừa bộn nè. Bừa cỡ nào? Làm cái kia không cắt mà đi làm cái khác nữa. Ừ. Em đem cắt. Ừ. À. Này chưa cắt thì đã là dục cái khác rồi. Có mê điện thoại, mê game hay là mê phim? Điện thoại 24/24. 24/24 cầm suốt luôn. Cầm luôn. Nhưng mà cầm là chơi game hay là Facebook hay là công việc? Dạ, coi Facebook rồi này, TikTok này nọ thôi ạ. À vậy đó hả? Dạ. Làm chuyện kia bán thoại làm cứ vừa làm rồi vừa coi. Vậy đó hả? Cô không biết làm gì ở nhà cho là buồn, cầm điện thoại luôn ạ. Vậy đó. Ủa nhưng mà giờ em có đi làm gì không? Hồi trước là không có đi làm ở nhà. Tại tính là đỡ qua Tết rồi kiếm việc làm. Nhưng mà ở nhà buồn quá rồi đi làm. Dạ. Rồi giờ tới em đó, ảnh tật xấu gì? À, tật xấu đầu tiên đó là sáng nào cũng uống cà phê. Ủa cái đó được mà? Dạ đâu không được, dạ không được. Tại vì uống cà phê nhiều quá thì không tốt cho sức khỏe của mình. Đâu có, một ngày uống 2 ly được. Ôi anh là... Uống có 1 ly. Anh là một... tốt nha, thiệt. Anh là một ngày là không có cà phê là anh chịu nổi á. Nè, uống cà phê, ví dụ nè, nếu mà để muốn tốt thực sự á, là một ngày uống cà phê không đường. Dạ. 1-2-3 ly cũng đều em được. Uống bao sữa. Nhưng mà nếu uống cà phê sữa thì một ngày 1 ly. Mà buổi sáng là rất tốt. Rồi nha, rồi sao nữa nè? À, tật xấu thứ hai đó là quét sạch sẽ đi. Đến cọng tóc của em nó rụng, anh cũng quét lát chậu quét. Mà hay gươm lắm. Cô quét là gươm. Cái gươm thì xấu nhưng mà cái sạch sẽ là tốt nha. Dạ. À, tật xấu thứ ba đó là hay càm ràm, nói nhiều. Với lại là hay cắt ngang lời người khác nói. Mỗi lần mà em muốn nói cái gì đó, anh hay cắt ngang và khiến cho vợ chồng bực mình. Dạ. Rồi. Thì đang nói mẹ em chen vậy, em chen vô nó bực. Nghĩa là nói nhảy chưa vô trong họng á. Dạ. Nói chưa hết ý. Nhảy hay nhảy vô trong họng á là chồng á. Nhiều khi bực mình cãi lộn quýnh luôn à. Rồi, em quýnh chồng miết à. Em quýnh chồng miết à. Em quýnh chồng miết à. Dạ. Không quýnh rồi, đã mời đi chồng. Thôi đi chồng. Ở nhà ngọc mình. Rồi giờ hỏi nè, có vợ ảnh đó nghe, có ghen không? Vợ trẻ đẹp quá mà. Nhiều lúc mà gọi điện cho bạn á thì ảnh nói chuyện với ai à? Thằng nào? Gườm nữa. Rồi anh ghen hả? Anh ghen hả? Không có. Ghen mà chối. Dạ. Rồi không có. Mấy hôm nay là cứ nhắn tin cho người bên chương trình á thì anh nói thằng nào à? Thằng nào? Mà hỏi, ủa ghen hả? Anh cứ trở qua chuyện. Dạ. Rồi còn tật xấu gì nữa không nè? Tật xấu đó là hay thả bom ạ. Bom thì cũng đâu có tật xấu. Đường ruột tốt mà tiêu hóa tốt. Chị cứ tưởng tượng đang ăn cơm thế này,
ăn cơm ngon miệng vậy. Chóng mong lên. Chà, liên thánh luôn hả? Rồi bây giờ em mong muốn xã thay đổi điều gì? Ông xã bớt nói chen ngang, bớt cái tính đó. Với lại là trưởng thành hơn chút. Tại vì 30 tuổi đầu rồi, nhưng mà nhiều khi em tưởng như con của mình. Vậy đó hả? Uống chung đó hả? Dạ, tối ngủ là chồng cứ gác tay lưng vai mình, vai vợ. Cho nên phải gối đầu tay vợ mới ngủ được. Dạ. Mà bây giờ nếu mà ngủ mà không có chồng là ngủ không được. Em á hả? Dạ. Bây giờ quen luôn rồi. Quen rồi. Rồi mai mốt rồi, bên kia là đứa nhỏ, còn bên này là ông chồng là hai tay. Dạ. Cái chàng. Còn em mong muốn vợ thay đổi gì? Vợ gì rồi bớt chơi game. Bớt chơi game. Bớt nói cái việc nha. Lo việc nhà. Bây giờ hai chồng chưa có con đúng không? Dạ, đang có em bé ạ. Được gần 3 tháng. Dạ. Mà 3 tháng hả? Dạ gần 3 tháng ạ. Vậy hả? Tại vì cái mắt mình mà giờ ấy điện thoại nhiều quá là nguy hiểm lắm. Bây giờ sẽ là chơi học chữ. Tối bắt chồng ngồi bắt đầu luyện chữ. Dạ. Chi biết không? Mốt con mình đẻ ra bắt ổng dạy. Dạ. Đỡ cực. Hiểu. Dạ. Vừa phải cho bú, vừa phải chăm sóc thế này, thế này, kia nọ rồi. Bắt dạy thêm chữ cho con nữa, rất là mệt. Dồn, bắt ổng. Hiểu không? Dạ. Rồi ổng bớt lèm bèm đi, ổng bớt nóng tính đi, này kia nọ. Đó, một công đôi chuyện. Được không? Dạ, được ạ. Rồi. Nha, chúc hai đứa hạnh phúc nha. Rồi, chúc cho hai vợ chồng em luôn hạnh phúc nha. Và chúc hai mẹ con vuông. Dạ, vâng ạ.